Ủa em họ tên gì? Nhà ông Nguyễn Văn Minh. Sinh năm mấy? Sinh năm 1993. Quê ở đâu? Ở quê Bến Tre. Hiện giờ cầm trú đâu? Dạ, ở Bình Nhâm 08. Bình Nhâm thuộc 08 phải không? 08. Bình Nhâm 08. Rồi Bến Tre nhập sĩ Nguyễn Hải chuyện gì? Dạ, nhờ chú Hải tìm giúp vợ với con. Vợ bỏ đi ngày ngày mấy? Dạ, ngày 25. Ngày 25 tháng 5 2022 phải không? Dạ. Rồi vợ bỏ đi rồi có đánh ra này đất vợ có lai là có lai đầy vợ không? Dạ không, không lai đầy vợ phải không? Dạ, nó xin về đây nó đi làm nhưng mà nó rồi bà con bắt đầu chia sẻ giùm bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Chị ơi, nếu mà chị thấy chồng mà đến nhờ hiệp sĩ Hải tìm thì chị làm ơn về, chị làm ơn về và để cho ở nhà, còn chồng còn lo đi làm kiếm cơm nữa. Bỏ công việc hết rồi, công việc bỏ công việc đen đi làm mà chồng tìm bữa 25 năm nay không ăn ngủ được hết. Bà con lợi lớp giúp giùm. Bà con lợi giúp giùm bà con, mọi người giúp giùm mọi người. Bà con lợi chia sẻ giùm ha. Có gì hội hiệp sĩ Bình Hải 0913630921 0913785808. Bà con thấy chị đâu điện thoại, chị đi chị ẵm theo với con. Ẵm đi con gái con trai. Con gái. Chị đi chị ẵm theo đứa gái nữa. Phải mấy tuổi? Nhà khoảng 6 tuổi. Chị đi dẫm thằng gái 6 tuổi nữa. Bà con lợi chia sẻ giúp mọi người, chia sẻ giúp mọi người. Mọi người lợi chia sẻ giúp giùm ha. Bà con thấy chỉ đâu điện thoại thì chữ nãy 0913630921 0913785508. Rồi em có gì nói cho vợ về? Nó lớn lên thử. Kêu nói về có gì bỏ ra hết tất cả. Bỏ hết tất cả phải không? Giờ, bây giờ chồng nó là vợ về chồng bỏ hết tất cả ha, nhưng mà anh nói thẳng với em, đàn bà phụ nữ mà đi là đi luôn, đàn ông đi rồi còn quay về, chứ đàn bà phụ nữ là đi luôn. Nói thẳng với em, xác định kỹ đi nghe, anh nói thẳng luôn. Hai bà con có lợi chia sẻ giùm, thấy chỉ đầu điện thoại thì xin hãy 0913630921 0913785808. Bà con chia sẻ giúp giùm, bà con chia sẻ mạnh lên. Cảm ơn.